Cô ơi, cô có thể mà nói mấy đứa bé ra ngoài một chút được không cô ha? Tại nó hơi bị ồn. En fait, l'association d'adoption, apparemment, ils ont eu aussi des problèmes au niveau de la justice en Belgique. Ah, ah oui, donc j'ai Donc compris. l'association n'existe plus, ils ont été condamnés par la justice pour trafic d'enfants, on va dire. Apparemment, c'était ça. C'était apparemment ce que votre maman voulait expliquer aussi. Et voilà. Oui, ça c'est, je l'ai appris, mais c'est ma maman de Belgique qui m'a expliqué ça il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, en avis, pour avoir des contacts, c'était encore difficile. Donc, votre deuxième famille vous a expliqué ça aussi, c'est ça? Oui, ma deuxième famille m'a expliqué ça, mais ils n'en savaient pas plus. Et ma famille de Liège, ils nous ont jamais dit qu'ils avaient envoyé des lettres. Nous, on ne savait pas. Donc, la deuxième famille a dit quoi? Je n'ai pas bien entendu. La deuxième famille nous a jamais dit qu'ils avaient envoyé des lettres. Ah oui, la première famille, je dis. La famille de Liège. Ah oui, Ils nous ont jamais retransmis l'information. Et ils n'ont pas prévenu non plus ma maman de Belgique, de Vietnam, pardon. Parce qu'à ce moment-là, ils pouvaient encore anh nói rằng là cái gia đình thứ hai của anh ở bên Mỹ này cũng có giải thích với anh rằng là cái hội mà họ nhận nuôi cũng như họ làm nhà trung gian để mà nhận nuôi con này nè, con nuôi này là họ cũng có vấn đề với chính chính quyền về cái chuyện là cũng như là buôn trẻ em đấy. Thì sau này anh mới biết vậy thôi. Anh tức là cũng không ai biết rằng cái gia đình đầu tiên là đã có liên lạc lại với bên Việt Nam. Họ chỉ có liên lạc với nhà mấy nhà chồng chứ đừng, đặc biệt là không có liên lạc với nhà với gia đình, chỉ có mình qua trung gian có mấy bà già mấy người sơ thôi. Bây giờ hỏi Cường là lúc đó Cường qua Mỹ ở với gia đình đầu tiên vậy à, em Cường đấy có gia đình đó có đối xử tốt hay không? Và Nhận nuôi xong rồi về đến xong rồi có người cứ cứ nói là họ sang cái nhà Alo? chuyện Alo? Oui. On demande si vous étiez bien accueilli par la première famille. Est-ce que j'ai bien été accueilli? Oui, par la première famille. Oui, j'ai bien été accueilli, mais j'ai bien été accueilli, bien traité, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que après quelques mois, ils ont, on va dire, ils ont changé d'avis, donc ils ont peut-être plus voulu de moi. Et du coup, ils m'ont confié à une seconde famille, mais maintenant, je ne sais pas si ce qui s'est passé en fait. Moi, j'étais trop petit pour comprendre et depuis que je suis parti de Liège, j'ai plus jamais eu de contact ni d'explication. Donc ça, moi, je sais pas quoi. Tức là anh nói rằng đó là anh cũng được đối xử tốt đấy, gia đình đầu tiên đối xử cũng tốt, và anh nhận anh đón nhận anh cũng rất tốt, nhưng mà sau đó thì họ lại thay đổi ý định, anh cũng không biết tại sao, lúc đó anh nhỏ của anh không thể nào biết được vậy đó. Còn gia đình thứ hai. La deuxième famille, vous vous sentez bien avec la deuxième famille? Oui, avec ma deuxième famille, ça s'est, on va dire, bien passé, oui, mais depuis ce temps, je suis toujours avec eux. Et voilà, ils m'ont très bien accueilli, très bien traité. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. J'ai cinq frères et sœurs aussi dans ma deuxième famille. Donc j'ai deux frères et trois sœurs.
Anh nói là vậy. Ils sont à peu près, on va dire, le même âge que mes frères et sœurs du Vietnam. Anh nói rằng đối với gia đình thứ hai của anh thì cũng rất tốt, anh không có vấn đề gì hết, anh vẫn ở với họ tới bây giờ. Thì có trong đó là ba chị em gái với hai anh em trai, là năm người nữa. Họ cũng tuổi cũng ngang tầm với tuổi của những người anh em bên Việt Nam. Chị em Việt Nam. C'est ma maman en Belgique. Đây là mẹ của tôi bên Mỹ. Parce que mon papa d'adoption il est décédé quand j'étais adolescent. Je n'ai pas bien entendu. Papa, c'est quoi? Mon papa de Belgique est décédé aussi quand j'étais adolescent. Donc on le voit pas sur les photos. Nên cho mẹ rồi hỏi thăm ông bà bên đấy, bố mẹ nuôi của con, với lại cho mẹ cảm ơn nhá. Cho mẹ cảm ơn ba ba và mama, bố mẹ con ở bên đó. Votre maman a dit qu'elle qu'elle souhaite dire bonjour à vos parents actuels en Belgique, et aussi elle présente ses remerciements. Oui, je lui transmettrai parce que ma maman n'est pas avec moi actuellement, on n'habite pas ensemble, donc mais je vais la voir cet après-midi. Donc on lui transmettra le message et s'il faut, on enverra quelques photos ou vidéos. Anh nói rằng là hiện tại bây giờ thì mẹ của anh không ở chung với mẹ anh, thì có thể chiều nay anh đi gặp rồi anh sẽ nhắn lại. Rồi có thể là anh sẽ chụp hình của cái phim gì đó là anh gửi. Cô ơi, cho con thấy mấy anh ngồi ở phía sau của cô đấy là gì của anh Cường. Cho nó cho Cường gặp anh em của Cường này. Cường này. Alors, on te présente donc tes frères et sœurs. Đây là anh Tuấn. Là c'est frère Tuấn. Con anh Tuấn. Fils de fille ou enfant de anh Tuấn. Fille. Oui, je les ai vus sur la photo. Có gặp trên có thấy trên hình rồi. Dạ. Đây là anh thứ mấy ạ? Đây là anh ba, anh kế Vũ. À, anh kế anh Tuấn. Anh Vũ. Ba. Anh Vũ. Vũ. Hello. Hello, frère Vũ. Anh cũng chẳng biết nói gì. Yeah. Từ mấy chục năm rồi thì không gặp. Yeah. Nhưng mà thấy em trưởng thành bắt đầu mừng lắm không? Je sais pas quoi dire, ça fait des années qu'on... On se voit pas et je te vois comme ça. Ben oui, pour moi aussi, je me rappelais un peu d'eux, mais de là, me rappeler de leur visage, non. Maintenant, ça me fait un peu bizarre de les voir, je ne les reconnais pas beaucoup, mais ça me revient petit à petit. Anh nói rằng là anh cũng còn nhớ sơ sài là ngày trước cũng có anh em vậy đó, nhưng mà giờ... Nhưng mà không nhớ cái mặt, không nhớ rõ khuôn mặt. Em gái hả? Đấy, đây đó. Đây là em gái, bên này em gái đây này. Sẽ em út. Còn là Bảo, đây là Bảo. Sẽ Bảo, Bảo là con gái. Bảo là con trai. Đây, Bảo là con thứ mấy của cô? Bảo là con thứ mấy của cô vậy cô? Cô... Dạ. Hùng đâu? Đây là Hùng. Thì sao xem Hùng? Chào anh Hùng. Ờ...
Mấy anh em đều ở cùng ở gần nhà mẹ. À, anh hỏi là có hai người là có con này hay sao vậy? Cô có nghe không cô ơi? Cô nghe được không cô? Dạ, có nghĩa là anh hỏi là có hai người có con rồi hả cô? Cái gì hả cô? Có hai người có con thôi hả cô? Mỗi người có hai đứa con. À, mỗi người hai đứa người con rồi. Chacun deux enfants. Ils sont tous des enfants. Oui. Donc chaque, enfin deux des cinq, c'est ça? Deux des cinq Deux cinq ont des des enfants. enfants. Hai người có hai đứa D'accord. con, có mấy kia không có thì Năm sao? người, có nghĩa là mỗi người có hai đứa con, người nào cũng hai người À, con. donc ils ont tous des enfants. Chacun a deux enfants. Ah, ok, moi j'avais pas compris. Je pensais qu'il y avait juste mes deux grands frères qui avaient des enfants, mais Oui. ils ont tous des enfants. Cô có khi nào mà cô có ý định mà từ bỏ tìm kiếm em Cường hay không cô? Không bao giờ thật. Tôi gửi đi nhiều nơi lắm nhưng mà tôi cũng Anh có thể dịch dùng cho em Cường là mẹ không chưa bao giờ có ý định từ bỏ tìm kiếm em. Allô? Oui. En fait, votre maman a dit qu'elle n'a jamais eu l'intention d'abandonner les recherches. Ben oui, moi je savais qu'elle m'avait pas oublié, mais de là à ce qu'elle me recherche, je ne savais pas, quoi. Ben, je savais qu'elle m'avait pas oublié, parce que moi je l'ai pas oublié non plus, donc. Anh nói rằng là anh biết rõ là mẹ không có bao giờ bỏ ảnh và anh cũng nhưng mà anh không biết là những cái chuyện tìm kiếm như thế nào. Còn thì anh cũng không có bao giờ quên mẹ cho nên là anh cũng biết là mẹ cũng không bao giờ quên ảnh bỏ ảnh. Cô có nghe rõ được rõ không cô ha? Cô ơi, cô nghe được không? Có. Anh nói là anh biết rằng là cô không bao giờ quên ảnh và ảnh cũng không có quên cô. Cô có gì muốn hỏi nữa không cô? Cô hỏi về cuộc sống của em Cường hay cô muốn hỏi gì về người cô hỏi cô? Giờ tới mình hỏi nó nhiều khi thấy nó cũng hơi bất tiện, nhưng tôi cũng không có công an việc làm thì tôi cũng tôi nói với lại cô gái nhá, nói với cô gái là tôi cũng cảm ơn con đã ở bên Cường trong lúc này lúc khó khăn, mà ơn là con ở bên Cường, xin mẹ cảm ơn con rất nhiều nhé. Allô? Oui. Donc votre maman a voulu remercier Ali. comment? Ali. Ali, enfin Ali. Votre copine s'appelle comment? Alicia. Voilà, elle a voulu remercier Alicia d'être à vos côtés à ce moment difficile comme voilà. Donc moi ce que j'ai compris c'est que ils ont déménagé de la maison où moi j'ai grandi alors. Anh hỏi rằng nghĩa là alo cô ơi Có nghe nè. anh hỏi rằng nghĩa là nếu như anh hiểu rõ thì có phải là bên gia đình mình đã dời nhà không có đổi nhà từ khác nơi cái nhà tức là đổi qua cái nhà khác không phải cái nhà mà ngày xưa ảnh nơi ảnh lớn lên này.
Vâng đúng rồi, nói chung là cái nhà hồi xưa thì hồi đó Cường chắc nó cũng đi, chắc nó cũng cảm nhận được cái hồi đó là tôi khó khăn. Thì nó chứ ngay được cái hồi nhà nó mình từ mình dưng lên, nhưng mà lúc tôi khó khăn quá thì tôi cầm cho thằng em chồng, thằng em ruột, nghĩ là hồi đó thì chỉ có 10 triệu thôi, cũng mấy chục năm về trước có 10 triệu thôi, nhưng mà bây giờ nó lấy luôn, nó không có trả lại cho tôi. Giờ nó lấy cho tôi ra ngoài này, tôi ở ra ngoài xa xa một tí. Ok, donc, votre maman a dit Bây que... giờ cái khu đó, cái chỗ đó chắc phải được 4 5 tỷ. Hồi đó tôi cầm nó có 10 triệu thôi, 10 triệu hồi đó nó tương đương chỉ được bây giờ có 400 đô la. Nói ngắn gọn ha, là cái ngôi nhà đó là đã cầm cho em chồng với giá 10 triệu, Thằng tại lúc đó có hai con. em chồng đó. Rồi. Nói ngắn gọn thôi để cho em Cường hiểu là ngôi nhà ngày xưa đã cầm với giá 10 triệu cho em chồng trong lúc đó khó khăn quá. Elle a dit que oui, quand tu étais parti, bah, tu savais qu'elle était dans les moments difficiles, mais au niveau finance. Allô? Oui. Oui, on vous entend. Et donc, du coup, elle a dû mettre sa maison au gage pour son frère au prix de 10 millions VN, donc. Pour aller habiter un peu plus loin. Quand on dit habiter un peu plus loin, c'est-à-dire un peu dans les banlieues. Tính ra tiền euro là 400 euro bây giờ. Et 10 millions VND, donc, ça vaut à peu près 400 euros à l'heure actuelle. Et voilà. Bây giờ ở cái ngôi nhà cũng không xa đó, cũng gần đó, Voilà, c'est ça, regarde là. cũng gần gần đó. Et donc, elle habite pas loin de cette ancienne maison actuellement. Donc du coup là ils vivent tous ensemble, à ce que j'ai compris, à part le grand frère qui vit dans sa maison alors. Anh hỏi rằng là hiện tại bây giờ là ở chung nhau hết ở cái nhà mới mình bây giờ chỉ có mỗi cái người anh hay người em gì đó. Người em mà cô là ở cái nhà cũ của mình thôi hay sao cô? Vâng, người em chồng thằng Em chồng. em của thằng chồng út có nghĩa là thằng ông ở chú. ngoài đó. Donc Ông chú gọi là gì? uniquement le au prix de 10 millions VN donc qui habite là-bas sinon tous les autres se sont rassemblés à la nouvelle maison. Dans la nouvelle maison. En fait, c'était pas le frère ou le grand frère comme vous croyez, c'est le petit frère de son beau-frère en fait. Mạng của cô bị ngắt rồi. Alo. Alo? Cái mạng của chú Ừ, mạng của mình bị ngắt hả? Để con gọi lại ha. Alo. Oui. Désolé. Oui, en fait, elle a dit. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Allô? Dạ, hình như mạng của mình bị yếu cô hả? Hay là của con ta? Chắc của con rồi.